Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Và em đang chạy ở đây chính là con đường trục chính TC2. Rẽ tay trái là hướng đi vào trục TC3. Ở khu vực này thì nhà cửa, dân cư, những ngôi nhà cao tầng đang đua nhau mọc lên rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu và dẫn anh chị đến một lô đất vô cùng là rẻ, do chủ đất đang ngộp vốn cần tiền bán gấp cho nên đại hạ giá, phải nói là rẻ nhất tại khu vực Cát Tường Phú Sinh thời điểm hiện tại anh chị nhé. Một lô đất thổ cư 100% sổ hồng riêng, có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Anh chị mua là đi công chứng sang tên, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Một lô đất hướng đông có diện tích là ngang 4m và dài là 16, tổng diện tích là 64m2. Giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1 tỷ 060 triệu. Giá bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Nhà cửa, dân cư cũng đã xây dựng lên khá là nhiều ở khu vực này. Vị trí bất động sản ngày hôm nay cực kỳ là thuận lợi cho những quý anh chị nào mà chúng ta có quỹ tài chính chỉ hơn 1 tỷ, muốn tìm một nơi an cư lập nghiệp, thì với cái diện tích 4 dài 16 ngày hôm nay, anh chị mình xây nhà lên để ở cũng rất là tuyệt vời. Không khí trong lành, mát mẻ, đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh, pháp lý minh bạch rõ ràng anh chị nhé. Sở hữu lâu dài, vĩnh viễn, mình chỉ cần mua công chứng sang tên, mang sổ về cất vào két sắt, và lúc nào chúng ta thích xây thì mình xây, còn không thì cứ để đó, không có bị giới hạn thời gian xây dựng. Và mình được xây dựng là xây tự do, anh chị có quỹ tài chính bao nhiêu thì sẽ xây dựng theo cái tầm tài chính của mình. Lô đất là nằm sát bên căn nhà anh chị nhé. Từ căn nhà đo sang là 4m và dài xuống phía sau là 16, tổng diện tích là 64,4m2, đất thổ cư 100%. Một lô đất đẹp không bị lỗi phong thủy. 4 dài 16 là đã trừ vỉa hè rồi, vỉa hè rộng 2,5m và lòng đường nhựa 6m, kế bên cạnh là kênh nước du lịch sông Trăng. Đường nhựa chạy thông, một lô đất đẹp không bị lỗi phong thủy gì cả mà chỉ có 1 tỷ 060. Do là chủ đất người ta cần tiền và đại hạ giá bán gấp anh chị nhé. Rẻ nhất thị trường tại thời điểm hiện nay. Quý anh chị mua công chứng sang tên, giá này là giá chốt và bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Anh chị mình xuống tiền chọn gói 1 tỷ 060 là chúng ta đi công chứng sang tên của mình, mang sổ về cất. 4 dài 16, mình cũng có thể thiết kế xây những cái căn nhà khá là đẹp. Ở trong này 412 người ta thiết kế một trệt hai lầu cũng đã rất là đẹp rồi. 416 thì anh chị mình thiết kế nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Mình có thể thiết kế xây một lầu, hai lầu hay là những căn nhà lệch tầng theo cái ý thích của chúng ta. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.